của bạn không? Bạn Thanh Long. Thanh Long. Tôi thấy cái hình tượng của bạn Thanh Long rất là đẹp, cái tự chúng mình chuyển đổi sắc độ cũng rất là đẹp. Tô màu và các bạn chú ý nhìn cô tô màu nhá. Các bạn hãy nhìn cô, quan sát cô chuyển độ màu như thế nào. Thì các bạn hãy chuyển độ của bài của mình. Các bạn đừng có cắm cúi mà thấy cô vẽ cái gì mà các bạn đã vội vàng chuyển độ vào trong cái bài của mình. Hãy để cho cô vẽ xong đã nhá. Nếu trong chúng mình hôm nay là vẽ quả thanh long đúng không? Vậy cái quả thanh long của mình nó sẽ cần cái gam phần nào? Bạn nào chưa hoàn thành chì, các bạn cũng hoàn thành chì. Bạn nào đã kê xong rồi thì hãy nhìn vô nhá. Cái quả thanh long của mình nó sẽ gồm những màu gì? Cái thứ nhất này, các bạn chọn cho cô cái tông cam hồng trắng này. Chọn cho cô một màu trắng. Hãy chọn cho cô một cái màu trắng. Nếu màu của các bạn lẫn xanh hoặc là lẫn đỏ thì đó vẫn thì các bạn lấy tay các bạn cắt. Hôm nay các bạn thế là nó sẽ sạch sẽ tinh dương này nhá. Tiếp theo màu trắng sẽ là cái màu hồng. Màu hồng nhé các bạn nhá. Hồng nhạt đó. Tiếp hồng nhạt sẽ là một cái màu hồng đậm hơn. Màu hồng đậm hơn này các bạn ơi. Màu hồng đậm hơn à. Có nhìn rõ không? Tờ cái màu của mình ra và hãy chọn màu giống cô. Được chưa? Tiếp theo màu hồng đậm sẽ là một màu đỏ đậm. Màu đỏ đậm này các bạn ơi. Được chưa? Đỏ đậm nhé. Và các bạn có thể dùng đến màu đen nữa. Nhưng mà chút nữa cái màu đen thì cô sẽ xử lý sau. Bây giờ tạm thời chúng mình sẽ dùng trắng này, hồng nhạt này, hồng vừa và hồng đậm cho cô nhá. Hồng hồng vừa đấy. Đây hồng đậm này. Đây đúng rồi. Các bạn nhìn rõ không? Nhá. Rồi các bạn nhìn cô này. Các bạn nhìn cô nhá. Trước tiên cái màu trắng của mình bao giờ thế để cho nổi khối thì các bạn sẽ lại cô ở giữa. Cô đang nói là cô tách riêng từng cái vẩy này ra nhá. Các bạn sẽ thấy cô ở giữa cái vẩy này. Một khuôn màu trắng, một khuôn màu trắng cho cô được chưa? Tô hết lượng màu trắng cho cô. Một cái khuôn nhỏ màu trắng ở giữa. Thế nên cô mới bảo các bạn rằng Quên lại. Hãy nhìn cô đã. Nào. Nhìn cái bảng tô màu đừng có lần lượt quay như hai bạn này. Một cái khuôn nhỏ ở giữa, chút nữa chúng mình sẽ làm sao? Được chưa? Tiếp theo sẽ là màu hồng này, sẽ là xung quanh cái màu trắng đó. Mình sẽ tô xung quanh một lớp cái màu trắng đó. Hãy nhìn cô để hiểu vấn đề đã, chứ mình sẽ không góp nhặt gì nữa nhá. À, cái màu hồng này sẽ tô một dải xung quanh cái màu trắng đó. Cô đang làm nhá. Được chưa? Tô xung quanh cái màu hồng này, xung quanh cái màu trắng cho cô. Một lớp, rất là đơn giản thôi. Cái bạn là vừa vẽ nhỏ quá là các bạn sẽ tô rất là khó. Đúng không? Nó có rất nhiều lớp chuyển độ. Xong chưa? Xong lớp màu hồng thì hãy đến màu hồng đậm. Cái màu hồng đậm này tương tự, các bạn sẽ tô xung quanh cái màu hồng nhạt. Nhớ nhá, các bạn sẽ không tô lên cái thằng râu này đâu. Các bạn chỉ tô ở bên dưới thế này thôi. Tại sao tí nữa tôi sẽ nói với các bạn? Không tô.
nhớ này, nhìn cô nào, bạn cuối cùng hãy nhìn cô. Khi các bạn dùng đến cái màu hồng đậm này thì các bạn sẽ không tô lên bên trên của nó nữa, còn các bạn chỉ tô một chữ cờ bên dưới này thôi, bao xung quanh thôi, nhìn thấy chưa, không tô vòng quanh bên trên nữa nhá. Tương tự anh này cũng vậy, không tô lên trên nữa, được chưa? Này cô tô này. Được chưa? Nào, cuối cùng sẽ là cái màu đỏ đậm. Như đây không phải đỏ đậm của bạn. Nào, cái màu đỏ đậm tôi không cần có bao màu đỏ này nhé. Cuối cùng sẽ là màu đỏ này nhé. Màu đỏ này các bạn cũng phải tô ở cái phần bên dưới cùng này. Một bài vẽ đã thì các bạn sẽ mới có thể là hiểu ra được vấn đề và các bạn làm quen thì bài của các bạn sẽ bị phá hoại. Không thuộc bài nhá, chúng mình chậm phải chắc. Một cúp sai cái là nhìn cả bài chán luôn. Đây các bạn này, không dừng lại ở cái màu đỏ đâu các bạn ạ. Các bạn không dừng lại cái màu đỏ đâu mà các bạn sẽ phải có một lớp màu đen nữa. Nào các bạn có nhìn muốn biết cái lớp màu đen của cô nó sẽ như thế nào không? Vậy thì hãy nhìn cô dùng màu đỏ để tô vào những cái khoảng trống và những cái này nhá. Nào chân tự hai bạn. Nào cái màu đen của cô này, cô giả làm đẹp cho các bạn, cô sẽ có màu đen. Các bạn ơi, cái màu đen này, cái màu đen của ai, cái màu đen của cô này, cô sẽ đi vào cái phần bên, cái phần như là tiếp xúc của cái một nét này, cô được đi một nét này, cái phần bên dưới này, đây một nét thế này, cô chỉ đi một nét thế này thôi nhá, cô đi, có thể nhìn thấy cô đi không? Nhìn thấy không? Cô sẽ gần như là cô đi lại cái viền cái mảnh thôi nhá, rất ít thôi chứ các bạn đừng có làm nhiều. Nào bây giờ thì chúng mình sẽ dùng lại cái màu đỏ chúng cô nào, dùng lại cái màu đỏ như cô nói, quy tắc chuyển đổi sẽ dùng lại màu sáng khi vào màu tối trước đó nhá. Như là dùng màu đỏ để di lại cái màu vào cái màu đen cho cô, di nhẹ vào cái màu đen cho cô. Đừng di ra ngoài nhá, chỉ di vào cái khung hình màu đen thôi. Di lên một chút vào màu đỏ. Di một chút vào màu đen, di một chút cái màu đỏ. Để làm gì nhỉ? Để làm cái khối của mình nó sâu thêm. Cái khối của mình nó sâu thêm. Mình di vào đâu nhớ này, mình di theo cái nét giống như là cái nét mình kê ấy, được chưa? Mình di cái màu đen và mình di cái màu đen theo cái nét mình đã kê ở trên khung hình này này, dùng màu đỏ để di
màu đen ra. Dùng màu đỏ để di màu đen ra. Rồi bây giờ này, đã thấy nó ra hình chưa? Rồi bây giờ vấn đề còn lại của mình là sẽ xử lý cái anh bên trên này. Cái anh bên trên này các bạn cần dùng cho cô một cái màu vàng. Nếu các bạn đọc cho màu vàng sẵn, các bạn thử gửi cái cho cô cái màu vàng, sử dụng cho cô cái màu vàng chanh ấy, vàng sáng nhất của các bạn ấy nhá. Các bạn sử dụng cho cô này, các bạn phải một chút ở đây này. Cái màu đen, tôi xin lỗi, cái màu đen của cô sớm quá. Cái màu đen các bạn phải dùng cái này, các bạn tô hết cái này, các bạn mới được dùng màu đen nhá. Được chưa? Thì nó xin vào nó sẽ mẩn màu, đúng không? Nào, các bạn sẽ di một lớp vàng bên trên tiếp theo này. Đó, sau đấy thì các bạn sẽ dùng màu xanh non. Màu xanh non nhá. Các bạn di cái màu trên cùng của cô xuống, tiếp xúc, đi xuống tiếp xúc với cái màu vàng đó. Có nhìn ra không? Có nhìn ra không? Được chưa? Tiếp theo các bạn dùng màu xanh đậm hơn. Nào, nhìn cô đã rồi, tí nữa mình sẽ xếp màu xong. Bạn phải đi trên xuống, phải vài nét cho cô. Đã nhìn ra chưa? Cô đã hoàn thiện xong một cái vảy rồi đây này. Được chưa? Wow. Được chưa? Bây giờ cô sẽ hoàn thành nốt nhá. Rồi, quy tắc nó là như vậy và các bạn sẽ làm gì cho cô nhớ là màu đen để làm sau cùng nhé. Sau khi mình đã đi màu xanh này thì mình sẽ làm màu đen sau. Thế thì dùng màu vàng xanh không? Đó, cái màu xanh đậm này này, cuối cùng này này là mình chỉ phẩy cái nét cho thôi này. Các bạn dùng cái gờ này cho nó nhỏ này. Các bạn phẩy cái nét từ cái phần này chụp xuống này. Phẩy vài nét thôi là được nhá. Được. Là mình sẽ xong một cái bài vẽ về. Nhưng mà đặc biệt là những bạn nào mà vẽ nhỏ quá là phải cẩn thận. Phải hết sức vẽ, hết sức cẩn thận thì nó mới ra được đó. Nhớ nhá, màu hồng đậm với lại màu đỏ là chúng mình sẽ không tô lên cái phần trên của cái xanh này đâu, đúng chưa? Chỉ là màu trắng và màu hồng thôi là mình có thể bo tròn toàn bộ. Nào bạn nào, làm đi nào. Con bé con nữa, cô cũng đi đâu rồi? Con thử tôi, con này tôi cũng không sao, không sao. Cái này, cái màu xanh đậm này của con này, màu xanh đậm này của con muốn nó mạnh hơn một chút. Nếu mà con muốn sắc độ của nó mạnh hơn thì lần sau con không được tô cái màu xanh non vào đây, được chưa? Nữa màu xanh non sẽ làm giảm cái sắc độ của màu xanh đậm. Sau phải chừa lại cái màu xanh đậm, chừa lại giấy để làm màu sắc đậm, đúng không? Cái sắc độ này của con nó lên nó mới đậm giả. Rồi vẫn như quy tắc cũ nhé, mình vẫn sẽ phải dùng cái màu hồng, màu hồng đâu chứ không phải hồng nhạt. Hồng nhạt này, con nhìn này, cái bài này của con nó đang hơi bị nhiều trắng quá, không cần thiết nhá. Mình chỉ cần hơi một chút trắng thôi, nếu nhiều quá thì cái bài của mình sẽ bị bò đó. Chị ơi, một chút trắng rồi. Rất là xinh. Chó, tôi khỏe hơn. Được chưa? Được chưa? Nhất là cái phần bên dưới này này, hầu như là ánh sáng không đập vào, thế nên là con mà cho nhiều trắng quá thì nó sẽ tạo ra một sự vô lý, đúng không? Nên là mình sẽ tô hết bằng màu hồng, sau đấy thì mình sẽ xịt màu hồng vào đầu để làm sắc độ. Cái dưới này cũng vậy, mình sẽ tô hết bằng màu hồng và mình sẽ làm bỏ đậm hơn một chút. Thôi, cô có bé này luôn được, bỏ một tô màu không cô? Có chứ. Có chứ. Đó, đúng không con? Được chưa? Nhá. Rồi bây giờ thì con sẽ thực hiện tiếp theo kéo phần bên một nửa. Cái phần bên một nửa này chủ yếu các bạn, các bạn làm cái râu này cho nó tốt hả? Chưa? Cái gì? Cái gái.
Huy, Minh, gì nhỏ bạn mẹ đó, bạn kia, bạn gì kia mẹ đó mèo. Cái gì? Đấy, con tên là gì? Minh Quang. Ai của Minh Quang? Không phải là đâu. Con tên là gì? Phong. Phong. Bạn mèo cái kia mẹ đó con, cô dọn bài hết rồi cho cô. Vâng ạ. Ông nhỉ? Nó chỉ quay một cái bức tranh chứ không có quay mặt. Lên mặt đi. Như tôi còn xây ra chủ. Hoặc là còn có màu da cam cũng được. Cái của con cần phải ký một điều là lần sau mình sẽ nhất là mình sẽ không sử dụng một cái. Tức là cô dặn các bạn là khi cô có cái tên kia có thì màu đen nó màu đen được cô thẳng mạnh thôi. Khi cô nói cho cô bảo các bạn đi thật mạnh, thật nhẹ thôi, thật nhẹ thì mình đi vào màu đỏ vào. Màu đen thì nó sẽ tạo ra một cái sắc độ màu đỏ. Thật là vâng không? Đó. Đó, chứ không phải là tô màu đen nó rời quá. Nó cũng chỉ là cái hình của nó màu đen nó bị đen, nó có gió, nó xung quanh. Và cái thứ nhất là cái thứ hai là cô có là rất là quý. Đó là mình chỉ dùng màu trắng ở trên này và màu hồng. Không có kích thước như cậu làm luôn. Và màu xanh là như thế này, chỉ có màu đỏ là màu đậm như thế này, và màu đỏ màu đậm chỉ tiếp xúc đến đây thôi. Và phía dưới đây nó cũng không tiếp xúc đến đây. Anh ạ, anh nói chỗ nào ạ? Giang thế nào? Giang vẻ hơi chậm, chắc là buổi đầu tiên thế nên là con vẫn còn. Vâng, nhớ bấm lại từ phía. Tô màu tím. Đây để con xem lại con như thế nào.
đúng không ta sẽ giải. Một đen thì vừa các bạn đi cô bảo rồi, một đen đi quan hệ vừa các bạn đi nào. Không có màu là bị phải bao không chấm thương đúng không? Phải rất là tốt, rất là đẹp phòng không? Đây là gì? Kiều Anh. Kiều Anh nhìn thấy bạn trình độ không? Rất là mịn. Ô, Giang ơi, chiếc video đâu đấy chị? Ôi, chuyện trời đất hay chuyến. Ô, Giang ơi, cái gì đó? Này, cái tên ngoài, chuyện là gì? Chuyển màu xanh đỏ, có thể chuyển ra mặt rộng nhất cho đến màu xanh đen, à màu nâu đen, cho đến màu đen trong cùng. Đây, như này. Màu đỏ này có thể đi này đúng không? Thì làm cái mảng này sẽ là cái mảng nhẹ nhất. Sau đó biết xong cái màu nâu đen này, biết xong cái màu đen này. Trang ơi, làm tính ra cái điều hòa sẽ rẻ hơn là bốn quả. Em có bật cái nhưng mà cái bật điều hòa tự nhiên hết pin nên là thế nào thì em bật cái điều hòa trong sau kia. Ông bạn không đủ, ông đủ rồi, phải hai cái điều hòa đến cái điều hòa này. Chắc là cả một mùa đông của nó nó bỏ xuống không ngoài nó bỏ xuống, bỏ xuống gì ạ? Bình thường là vẫn hai cái điều hòa đấy chứ. Đây kêu gọi luôn các bạn. Yeah, Hải Yến à, bảo chưa thôi để tôi bảo với bạn. Đây con chị. Sạch sẽ nhá. Rồi em cũng đi xong 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 các bạn. Chạy đi tập cho xong. Hải xong nữa. Hải Yến lên năm. Hải Yến đang học luôn đó. Đâu mà nó bạn đấy nhỉ? Chị bật đầu đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nón gì chưa? Đi cẩn thận nha. Cái bóng đổ này. Còn cái cam
tím này, cam tím của cái này nữa. Cái bóng đổ này trên cái đĩa này thì các bạn sẽ sử dụng theo cái gam màu của cái đĩa hay là gam màu của cái phần gì đó tiếp giáp với lại cái phần quả. Các bạn sẽ phải sử dụng cái màu đen và đậm hơn cả luôn. Tính đậm này luôn màu đen và đậm. Ngoài ra các bạn có thể tính này tiếp vào cái màu khi mà nó chảy đều sau đấy các bạn sẽ dùng màu đen. Các bạn đi vào ra sau đấy các bạn dùng cái thời gian cái này đấy các bạn nhẹ thôi các bạn lật cặp lên này các bạn nhẹ rồi bây giờ làm lại cho tôi cái trên này không phải được chưa nhẹ thôi không anh luôn anh này. Màu đen lúc đấy con mượn bạn à? Vâng, con mượn cho bên bạn rồi mà con mặt đứng rồi. Bạn nữ đấy á? Không, bạn gái đấy của bạn rồi. Cái phải đưa giả bạn luôn chứ. Cô mượn bạn rồi. Cô mượn cho bạn rồi. Một buổi sau cô sẽ bảo bạn mình. Đây màu của bạn nào đây? Chỉ đứa có màu đen thì có thể không nhận cái tờ rồi sau cô sẽ tìm cho con. Đây chúng ta buổi sau sẽ có màu đen. Có treo bác vào áo tối đấy, cái màu xanh thì tối đi Yến ơi. Cô thấy đâu? Cô chấm. Hả? Chấm. Chấm à? Chấm chắp à? Tấn công nha, vẽ là phải tập trung nha, vẽ thì cũng phải chứ. Có lẽ màu phải tiếng nữa rồi. Còn bốn mặt có thể là bằng nhau. Cái này nó phải có cái gì đúng không? Vậy thì con hãy cho thêm hai bên này.
rồi, bài này rất là tốt. Bài rất là tốt, rất là sâu luôn. Ôi là cô, con chào cô.